Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái công đoạn cuối cùng để ta có thể đi rút được tiền sau khi chúng ta có đủ tiêu chuẩn là từ 100 đô trở lên sau khi nhận được mã PIN để ta có thể rút được tiền. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người, đầu tiên là mình phải vào cái kênh của mình trước. Hoặc là mọi người có thể gõ trực tiếp Google AdSense này, google.com AdSense này. Đấy, xong Enter. Sau khi chúng ta vào được rồi thì ta bắt đầu mở tại mục thanh toán. Tại đây thì mọi người bấm tiếp vào mục xem giao dịch. Trước đấy nhé, trước đấy thì mọi người nhớ là phải là quản lý phương thức thanh toán của mình, xem là chọn theo phương thức nào. Như mình đây là mình chọn theo phương thức là thanh toán qua Western Union, vì thanh toán qua cái này là miễn phí, mình không phải mất phí, chỉ ra lấy tiền thôi. Đấy, còn ngoài ra nó còn có thêm chi tiết chuyển khoản ngân hàng này, chi tiết xét mới, cái này là mất phí, cả hai cái này đều là mất phí. Quay lại vấn đề, đấy là sau khi mọi người nhận được mã PIN rồi. Mọi người nhận được mã PIN rồi thì bắt đầu mọi người chờ bên Google họ gửi thông báo đến. Thông báo nó sẽ gửi qua mail cho chúng ta. Mọi người nhớ kiểm tra mail. Hoặc là có thể vào kênh và vào theo đường dẫn là google.com AdSense. Mọi người xem nó sẽ có cái thông báo, thì sau đó thì mọi người bấm vào xem giao dịch. Bấm vào xem giao dịch thì tại đây nó sẽ có một cái dòng màu xanh này. Đây. Tại đây nó có một cái dòng màu xanh thì mọi người bấm vào đây. Đấy. Bấm vào đây thì ở đây nó sẽ có một cái biên lai thanh toán. Khi thanh toán thì mọi người nhớ này. Đây này. Bạn hãy mang theo các thông tin sau đây này. Đầu tiên là số tiền thanh toán này. Mã số chuyển tiền này. Đấy. ID do chính phủ cấp này, hộ chiếu, giấy phép lái xe, chứng minh thư. Như mình đi giúp vừa rồi là mình mang theo chứng minh thư, và khi đi mọi người nhớ mang theo là chứng minh thư gốc và bản sao chứng minh thư, không cần phải photo tô công chứng này. Tại mục người thông tin của người gửi thì mọi người điền thông tin này vào. Thông tin của người gửi này. Công ty Google ASEAN Pacific này. PTE.LTD này. Singapore. Đấy, quốc gia gửi là Singapore. Đấy.
Sau đây mình sẽ mở cho mọi người xem cái thông tin mình vừa làm xong để cho các bạn có thể tham khảo. Cái này là mình chuyển nó về dạng ảnh nhiều. Cái biên lai thanh toán ban nãy từ cái mục chữ lưu ý này đổ xuống là mình viết thêm ban nãy này. Đấy, còn đây là cái mục khoanh đỏ này là mình đánh dấu lại để cho mọi người nhớ. Đấy. Còn theo các thông tin này, số tiền thanh toán, mã số chuyển tiền này, ID này, chứng minh thư quốc gia. Này, lưu ý này, khi đi thanh toán bạn cần mang thông tin tại mục bạn hãy mang theo các thông tin sau đây. Đấy, và này, thứ nhất là mang theo chứng minh thư photo không cần công chứng, chứng minh thư gốc. Hai, khi đến nơi báo nhân viên chuyển tiền hay tân niên số tiền bạn nhận được này, loại tiền bạn muốn lấy này, và loại bao nhiêu số, như cái này của mình là 10 số này, cái này 2 4 6 8 10 thì mình báo với họ là 10 số, họ sẽ đưa cho mình một cái tờ giấy phiếu 10 số. Đấy. Mà mọi người chú ý một điều nữa, đấy là rút tiền qua Western Union là không mất phí. Đây. Tại mục thông tin người gửi tiền này. Đó, các bạn điền thông tin này, họ và tên, full name này. Google ASEAN Pacific Pte Ltd Singapore, quốc gia gửi là Singapore. Và mọi người chú ý nhé, tại ô này, mã số nhận tiền là nó có rất nhiều ô nhỏ, mỗi ô đấy mọi người viết một số. Số bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái tờ gốc mà mình đã tiếp theo mình sẽ mở cho mọi người xem nhé. Thời
hay là mình xin về để mình chụp lại cho mọi người. Mình hôm đấy mình đi rút qua ngân hàng Agribank này, họ và tên này, thông tin của người nhận tiền này là tên của chúng ta này, điện thoại này, bạn viết điện thoại của bạn vào này, địa chỉ này. Đấy. Thông tin của người nhận tiền này, đây, họ và tên này. Quốc gia tiểu bang này. Đây, mã số nhận tiền này. Mỗi ô này các bạn chỉ biết được một số thôi nhé. Rút là ngày mùng 1 tháng 4 2019 này. Thông tin người nhận tiền này, Bùi Quang Hưng này, điện thoại này, địa chỉ này. Đấy. Họ và tên này, Google Pacific này. Đấy. Singapore, quốc gia gửi này. Singapore này. Số tiền này, loại tiền này, mã số nhận tiền này. Mỗi một cái mã số đấy mọi người mã số nhận chuyển tiền, nhận tiền này. Mọi người nhớ nhé, nhớ là phải mang theo này, số tiền thanh toán, mã số chuyển tiền, chứng minh thư và cái thông tin của công ty. Mang theo chứng minh thư photo không cần công chứng và vợ chứng minh thư gốc. Bây giờ mình sẽ thao tác lại để có một cái hóa đơn như thế này cho mọi người. Có một cái bin line như thế này. Còn khi mọi người bấm vào google.com Excel này, xong ta bấm vào mục thanh toán này, thanh toán không có một cái dòng màu xanh này. Các bạn di chuột qua nó có nhấp nháy này. Sáng đậm sáng nhạt này, bấm vào đây. Đấy. Đấy, nó ra một được cái biên lai thanh toán này. Nếu mà mọi người in ra được thì càng tốt. In ra được thì nếu không thì lấy điện thoại chụp ảnh lại, đem ra thanh toán với bên đại lý Western Union. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như mọi người thấy hay thì hãy like và chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để biết được các video tiếp theo của mình.
nói về nội dung gì nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.